Tử Vi tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, bước sang tháng 2 âm lịch, năm Quý Mão 2023, gặp hung hay cắt, phúc hay họa, giàu hay nghèo, làm sao để nhận biết được khó khăn để vượt qua và đón nhận nhiều vận may đến với mình. Hôm nay, Minh Đường Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp và tuổi đinh tỵ, sinh năm 1977, được các nhà tử vi học, nhà chiêm tinh học dự báo, bước sang tháng 2 âm lịch, năm quý mão 2023, có vận trình thuận buồm xuôi gió, gặp nhiều may mắn, nhận lộc trời ban, tiền bạc ùn ùn kéo về, giàu sang trọng nóc. Tử vi tháng 2 âm lịch, năm quý mão 2023, cho tuổi đinh tỵ, sinh năm 1977. Người tuổi đinh tỵ, sinh năm 1977, thuộc mệnh thổ, xa trung thổ, nghĩa là đất lẫn trong cát người tuổi đinh tỵ, sinh năm 1977, rất hợp vào, giờ lẻ, ngày lẻ và tháng chẵn. Nếu xuất hành đi xa hay thực hiện những công việc lớn, quan trọng, thì bản mệnh, nên khởi hành vào, ngày, giờ nói trên. Khởi hành vào khung giờ hoàng đạo này, thì mọi chuyện sẽ vô cùng thuận lợi, suôn sẻ, gặp nhiều may mắn, thành công, vạn sự như ý, đại cắt, đại lợi. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, trong tháng 2 âm lịch, năm Quý Mão 2023 trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm, sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý vị cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp, bước sang tháng 2 âm lịch năm quý mão, có nguyệt lệnh lâm đất thay, dự báo đây sẽ là tháng để người tuổi đinh tỵ sinh năm 1977, xác lập thai ngén cho những kế hoạch dài hơi của mình trong cả năm nay. Bản mệnh tuổi đinh tỵ vốn là người có tham vọng, nhưng đôi khi làm việc khá bản năng, làm đến đâu hay đến đấy, không có một kế hoạch cụ thể, hay hệ thống rõ ràng về những việc mình cần thực hiện nếu biết tận dụng cơ hội đang có và lên kế hoạch cho bản thân từ trước thì có thể hình dung ra được mục tiêu của bạn như thế nào làm thế nào để có thể đạt được và cần làm những gì bạn cần làm mọi thứ theo một trình tự nhất định vì thế điều cần thiết ở đây là bạn nên biết bản thân mình nên bắt đầu từ đâu các kế hoạch này đóng vai trò như một tấm bản đồ cho tương lai dẫn dắt bạn đi đúng hướng đúng đường và cũng biết mình cần phải làm gì làm thế nào tấm bản đồ này sẽ giúp bạn đưa ra những lựa chọn đúng đắn về công việc hiện tại cũng như những bước đi sắp tới bên cạnh đó một kế hoạch rõ ràng về tương lai để phát triển bản thân sẽ giúp bạn hệ thống lại suy nghĩ của mình nếu bạn chỉ suy nghĩ trong đầu có thể sẽ bỏ lỡ những chi tiết cần thiết và quan trọng từ đó sẽ không thực hiện được chiến lược thực tế để hoàn thành mục tiêu đó nếu bạn cảm thấy khó khăn và không biết nên lập kế hoạch từ đâu bạn có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ người có kinh nghiệm và đáng tin cậy với sự tương trợ của tả phù những ý kiến chỉ điểm nhắc nhở từ đối phương sẽ giúp bạn biết mình cần làm gì đồng thời bạn cũng nên mạnh dạn từ bỏ một cách dứt khoát những điều không còn phù hợp với bản thân ở thời điểm hiện tại để dành thời gian quý giá cho những điều thực sự có ý nghĩa như vậy bạn mới có thể phát triển rực rỡ hơn mà không bị bất cứ thứ gì ngáng chân tuy nhiên vận khí chưa thực sự ổn định lại ám tàng hung hiểm do thiên cầu hung tinh hoành hành do đó bạn vẫn nên thận trọng với những việc bản thân định thực hiện mạo hiểm không phải là quyết định khôn ngoan vào lúc này Đặc biệt, khi làm việc liên quan đến hợp đồng, văn bản, giấy tờ quan trọng, bạn cần chú ý giả soát tỉ mỉ, tránh xảy ra sai sót về số liệu, dẫn tới tổn thất tiền bạc, ảnh hưởng cả tiền đồ của bản thân. Về mặt tài vận trong tháng 2 âm lịch, năm quý mão 2023, có chính tài nhập cục, giúp cho con đường tài lộc của người tuổi đinh tỵ sinh năm 1977, có nhiều điểm sáng mọi thứ chỉ cần tiến hành tuần tự nắm chắc an toàn cùng với cách chi tiêu thông minh thì tiền sẽ đổ về túi bạn và không ngừng đẩy lên bạn càng lạc quan thì vận trình tài lộc của bạn càng tươi sáng với người làm công ăn lương công việc tiến triển thuận lợi kèm theo đó là thu nhập khá ổn định người làm kinh doanh buôn bán công việc phát triển đều điều tuy chưa có sự đột phá nhưng cũng giúp cho bạn đủ ăn đủ tiêu và trang trải cuộc sống vận trình lâm thai nên vẫn còn khá yếu ớt thụ động chưa rõ ràng nhất là những việc quan trọng nên tránh thì hơn có thời gian bạn nên học hỏi tích lũy kinh nghiệm khi thời cơ đến sẽ tiến hành đánh nhanh thắng nhanh tỷ lệ thành công sẽ cao hơn trong tháng cũng có điểm báo vận tài khí chưa ổn định do chịu cả tác động từ hung tinh thiên cầu tiền kiếm được phút trước có thể hao tán ngay phút sau đòi hỏi bản mệnh phải tính toán và giữ tiền cẩn thận ở thời điểm này Đầu tư mạo hiểm không thích hợp với bạn lúc này, vốn dĩ thực lực của bạn chưa đủ mạnh, nguồn vốn lại lúc có lúc không, càng mù quáng đầu tư càng dễ thấy thua lỗ, không nên tiến hành, nên chờ đợi thời cơ khác. Khi đi xa, bản mệnh tuổi đinh tỵ cần chú ý giữ gìn, quản lý hành lý cẩn thận, tránh bị mất cắp, đồng thời hạn chế mang bên mình những đồ quý giá, nhiều tiền mặt kẻo thu hút kẻ xấu, họa vô đơn chí, vừa mất tiền vừa nguy hiểm đến tính mạng. Về mặt tình cảm, trong tháng 2 âm lịch này có nguyệt lệnh thai dưỡng, giúp nhân duyên của người tuổi đinh tỵ sinh năm 1977, đang manh nha phát triển, tạo nên những cơ hội khá bất ngờ cho bản mệnh. Vận trình tình duyên khá sáng rõ, dễ có được những chuyến biến tích cực, những mối quan hệ gia đình khá tốt đẹp, vui vẻ, hòa đồng, dù các thành viên trong gia đình có khoảng cách thế hệ, nhưng điều đó không quá ảnh hưởng tới tình cảm, và sợi dây liên kết giữ mọi người với người độc thân chuyện tình cảm cá nhân êm đềm và không có điều gì phải lo nghĩ một vài cảm xúc đặc biệt cũng được nhen nhóm trong tháng này mang tới nhiều trải nghiệm thú vị con giáp này chỉ cần mở lòng mình hơn suy nghĩ thoáng về mọi chuyện thì cơ hội đón nhận tình cảm không thiếu tháng này có thể bạn cũng có lộc xuất hành vui chơi nữa đấy trong những dịp như vậy nếu có gặp gỡ với người tương hợp bạn cũng nên chủ động tạo cơ hội cho cả đôi bên nhé chúc bạn may mắn và sớm có được hạnh phúc cho riêng mình về vấn đề sức khỏe. Về phương diện sức khỏe của người tuổi đinh tỵ, sinh năm 1977, trong tháng 2 âm lịch này cho thấy bạn không phải lo lắng nhiều. Tinh thần của bạn hoàn toàn phấn khởi, sức khỏe dồi dào, không ốm đau bệnh tật. Nên nhớ tinh thần là một trong những yếu tố quan trọng quyết định tới sức khỏe, vì vậy bạn đừng để áp lực công việc, tài chính, chuyện tình cảm bào mòn thể chất của bạn, hãy suy nghĩ đơn giản, hành động tích cực bạn sẽ sớm tìm ra cách để khắc phục mọi chuyện, giữ đầu óc luôn nhẹ nhàng. Tuy nhiên, bạn vẫn nên áp dụng các chế độ dưỡng sinh theo mùa, để tăng cường sức khỏe, tránh nóng giận thái quá mà tổn hao sức khỏe. Đặc biệt sự xuất hiện của thiên cầu là hung tinh, mang tới điểm báo xui xẻo về tai nạn, va chạm bất ngờ, những ai thường xuyên phải di chuyển, đi xa nên cẩn thận, khi tham gia giao thông cần tuân thủ luật lệ, đã uống bia rượu thì không lái xe, tránh gây nguy hiểm cho tính mạng của người khác và chính mình. Tiếp theo là 5 cách để giúp cho tuổi đinh tỵ trở nên lạc quan hơn trong công việc nói đến lạc quan là gì thì nhiều người có thể vẫn chưa hiểu rõ mặc dù đã nghe đến tinh thần lạc quan khá nhiều lạc quan có lợi ích gì và làm thế nào để trở nên lạc quan hơn trong công việc hãy cùng đi tìm câu trả lời sau đây nhé lạc quan là gì lạc quan là nhìn vào khía cạnh tích cực của sự việc đó cũng là một dự đoán đầy hy vọng rằng các sự việc trong tương lai sẽ thuận lợi về cơ bản bạn nhìn thấy và mong đợi điều tốt nhất trong tất cả mọi thứ dù bạn là người lạc quan hay bi quan thì thế giới này vẫn có chỗ đứng cho bạn nhưng sự lạc quan có thể giúp bạn tiến xa hơn trong công việc lẫn cuộc sống hầu hết những người bi quan sẽ nói rằng họ là người theo chủ nghĩa hiện thực và sự thật là họ đúng người lạc quan có nhiều khả năng từ chối sự thật để có một cái nhìn về hy vọng và tiềm năng đôi khi họ rất phi lý nhưng thực tế là có rất nhiều lợi ích khi trở thành một người lạc quan điển hình là những điều sau đây lợi ích của tinh thần lạc quan mối quan hệ tốt hơn bất kể ai trong chúng ta cũng cần hy vọng để chống lại thực tế khó khăn của công việc và cuộc sống nếu người bi quan nói rằng ý tưởng này sẽ không đi đến đâu khách hàng kia quá khó tính không thể phục vụ thì người sống lạc quan vui vẻ cho rằng mọi việc đều có cách giải quyết người lạc quan luôn tạo được mối quan hệ sâu sắc hơn với những người xung quanh vì hầu hết mọi người đều muốn sống trong ánh sáng hơn là bóng tối mở ra nhiều cơ hội sự bi quan khiến bạn thu mình lại và né tránh những điều mới mẻ hoặc mạo hiểm nó khiến bạn bị dính chặt vào những khả năng tiêu cực và bị mắc kẹt bởi nỗi sợ thất bại tuy nhiên lạc quan sẽ mở ra cho bạn những ý tưởng mới trải nghiệm mới và khả năng mới nó giải phóng và cho phép bạn cân nhắc các lựa chọn mới và thay đổi công việc cũng như cuộc sống theo hướng tốt hơn sức khỏe tốt hơn nghiên cứu cho thấy rằng những người lạc quan có sức khỏe tốt hơn ít có nguy cơ bị trầm cảm so với người bi quan duy trì sự lạc quan và tích cực trong thời gian bị bệnh thường được xem là cách tiếp cận tốt nhất giúp tỷ lệ phục hồi cao hơn tăng khả năng sáng tạo người lạc quan có xu hướng sáng tạo hơn cởi mở với những ý tưởng mới khái niệm mới và cách làm mới lạc quan rất quan trọng đối với sự sáng tạo vì khả năng tạo ra các khái niệm mới đòi hỏi phải có niềm tin rằng những gì bạn đang tạo ra có ý nghĩa hoặc quan trọng trong tương lai sự đổi mới chỉ xuất hiện khi mọi người nhìn tương lai theo một cách mới người lạc quan nhìn thấy được tiềm năng và họ nghĩ điều đó thật thú vị ngược lại người bi quan sẽ kéo bạn trở lại mặt đất cho bạn biết về những rủi ro liên quan đến việc theo đuổi các ý tưởng này Lạc quan không có nghĩa là nhìn thấy cầu vòng 24 trên 7. Mọi thứ không phải lúc nào cũng tuyệt vời nhưng sự lạc quan giúp chúng ta nhìn thấy cơ hội mới, học hỏi từ những tình huống khác nhau và tiếp tục tiến lên. Trong cuộc sống, sự vận động, phát triển rất cần thiết và sự lạc quan sẽ giúp chúng ta đạt được điều đó. Nếu bạn là người bi quan thì tin tốt là bạn có thể học được sự lạc quan. Nếu hiểu lạc quan là gì, bạn có thể hiểu họ có những đặc điểm bẩm sinh nhất định nhưng có những yếu tố có thể luyện tập và học hỏi dưới đây là một số chiến thuật sẽ giúp bạn bắt đầu nhìn thấy sự việc theo khuynh hướng tích cực hơn cách hiệu quả để trở nên lạc quan tập trung vào giải pháp hơn là vấn đề những người bi quan có xu hướng tập trung vào khó khăn trong khi những người lạc quan tìm kiếm giải pháp việc tập trung suy nghĩ về vấn đề hoặc nỗi thất vọng của mình sẽ không thay đổi được tình hình của bạn tình thế có thể không tốt và có vẻ không công bằng nhưng sự việc đã xảy ra cho dù bạn muốn hay không thay vì suy nghĩ về những điều đã qua hãy bỏ qua sự hối tiếc và suy nghĩ tiêu cực chủ động lên kế hoạch cho các bước đi tiếp theo suy nghĩ dài hạn một cách khác để lạc quan hơn là kéo dài thời gian của bạn khi bạn đang đối mặt với một thách thức khó khăn trong thời điểm hiện tại hãy mở rộng tầm nhìn và cân nhắc xem liệu nó còn quan trọng trong một tháng hay một năm nữa không bất đồng với đồng nghiệp hôm nay có thể là vấn đề lớn hôm nay nhưng nó sẽ không còn được quan tâm khi thời gian qua đi lạc quan có thể dễ dàng có được khi bạn nghĩ về một tương lai tươi sáng trong đó những khó khăn hiện tại thậm chí sẽ không còn tồn tại quản lý kỳ vọng của bản thân hãy thực tế hóa những kỳ vọng của bạn để hài lòng hơn với những gì đang diễn ra xung quanh bạn nếu bạn đưa ra kỳ vọng quá cao bạn có thể sớm thất vọng đặt mục tiêu giúp bạn có động lực nhưng phải thực tế để đảm bảo rằng bạn hài lòng như nhận được kết quả điều này sẽ giúp bạn lạc quan hơn về các cơ hội tiếp theo khoan dung hãy khoan dung trong lời nói và hành động cho cả người khác và cho chính mình không ai là hoàn hảo vì vậy hãy tập sống tử tế và tha thứ bạn sẽ ngạc nhiên về những cơ hội mà bạn đột nhiên có được khi nhìn thấy mọi người và mọi việc theo chiều hướng tích cực hãy mỉm cười một điều mạnh mẽ bạn có thể làm khi đối mặt với những tình huống khó khăn là mỉm cười điều này không chỉ khiến mọi người xung quanh vui vẻ mà còn giúp bạn giảm bớt cảm giác căng thẳng ngay cả khi bạn đang phải cố gắng để cười tiếng cười có thể mang lại nhiều ánh sáng hơn cho cuộc sống vì vậy, hãy mỉm cười cho dù đó là thời điểm bạn buồn bã hay thất vọng nhất. Khi hiểu lạc quan là gì và cố gắng hình thành thói quen lạc quan, bạn không có gì để mất nhưng lại có cả một thế giới để đạt được. Hãy thử những thói quen nhỏ hàng ngày này và xem bạn sẽ đi được bao xa nhé. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977 minh đường tử vi rất mong rằng quý vị tuổi đinh tị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình cho xã hội xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ vui lòng comment ở bên dưới và bình luận ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất minh đường tử vi kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe hạnh phúc giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo